tình ca công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, ơn cha mẹ như trời cao biển rộng, sinh con ra mong con lớn từng ngày cũng có đức hoạn nạn và đức đắng cay, nên muốn chăm lo cho con như hoa trên cành. Hôm nay nhìn thấy con hạnh phúc, lòng cha mẹ thủa nối ước mong, xin mời tất cả quý bà con của ba chúng ta một lần nữa nổ vô cha ba con nước thật to. Hôm nay đây thì chúng ta sẽ được chứng kiến món quà của bên gia đình nhà trai, anh chị em bên gia đình nhà trai cũng có rất là có những món quà tình cảm quý giá nhất để tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày trọng đại ngày hạnh phúc hôm nay. Vâng, một lần nữa chúng tôi cũng xin thay mặt cho cô dâu và chú rể xin gửi lời cảm ơn món quà của bác của anh chị Thủy Điền, xin cảm ơn món quà của anh chị Thoải Vui. Vâng ạ, có món quà tặng cho em hôm nay. Vâng ạ, món quà tiếp theo ạ, trân trọng kính mời anh chị Thành Hoa, trân trọng kính mời là cô chú Vâng ạ, xin mời các bác ơi, chúng ta hãy chuẩn bị nha. Hôm nay đúng là ngày vui, ngày trọng đại của quý nhân và chúng ta thật sự như thế. Vâng ạ, tất cả quý vị chúng ta hãy tạm gác lại những câu chuyện thú vị của mình nha. Chúng ta tạm gác lại những câu chuyện thú vị của mình để
phía dưới ạ. Vâng ạ, xin mời tất cả chúng ta có nhà báo nhiếp ảnh, chúng ta hãy ghi hình đẹp nhất cho cô giáo chú rể đi ạ. Xin mời chúng ta giơ điện thoại lên để chúng ta chụp hình đẹp nhất cho cô giáo chú rể ạ, hoặc là quay phim cho cô giáo chú rể một chút này quý vị ơi. Vâng ạ, cảm ơn món quà của hai bác ạ. Vâng ạ, món quà tiếp theo ạ, chúng ta kính mời gia đình nhà cậu gì Hỏa Bích, chúng ta kính mời cậu Giang Tiên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơn của mẹ bên ông. Thay vì sự tạm chương trình, số cá mới, số cá tư hơn nọ. Đường xa